Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tân Sửu đã đi qua, Nhâm Dần đang đến. Năm cũ qua đi, tôi cầu mong cho những áng mây đen của Covid, của oán thù, thất bại, buồn phiền, rủi ro vĩnh viễn đi vào quá khứ, nhường chỗ cho một mùa xuân mới tươi sáng, đầy ắp niềm vui, tình yêu, may mắn và bình an phúc lộc. Thấm thoát một năm đã trôi qua với bao khó khăn gây ra bởi bệnh dịch Covid, chúng ta đã trải qua một thời gian khá lâu, rất nhiều về những biến chuyển tôn giáo, xã hội, kinh tế và chính trị trong nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Chúng ta ưu tư cho tương lai, chúng ta ưu tư cho thế hệ con cháu. Và vì thế trong năm mới này, chúng ta chỉ xin được hai chữ bình an. Bình an chính là sự khao khát của con người, mọi nơi, mọi thời đại. Bình an vượt lên trên tất cả giàu sang danh vọng, là bởi vì người giàu có của cải nhiều vẫn sợ bị mất. Người có quyền lực vẫn lo sợ kẻ thù. Người làm vua quyền hành sợ bị ám sát. Người nghèo khó lo sợ đói rách. Tất cả chúng ta hôm nay hơn bao giờ hết đều mất bình an. Và nhiều câu hỏi trước mắt của chúng ta: tương lai sẽ đi về đâu? Thế giới sẽ thế nào? Và nhiều câu hỏi khác vẫn chưa có giải đáp. Nỗi bất an ngày càng chồng chất. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong hoàn cảnh bất an này, lời Chúa trong phúc âm của Thánh Gioan rất thích hợp và đầy ý nghĩa cho chúng ta suy niệm trong ngày đầu năm mới. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy mang bình an cho các con. Bình an không theo kiểu của thế gian. Anh em đừng xao xuyến sợ hãi. Nói đến bình an, tôi nhớ đến một lần thăm viếng tu viện ẩn tu ở Snellville, Georgia. Các sơ trong dòng ẩn tu này làm bánh lễ cho các giáo sứ ở Tổng giáo phận Atlanta. Đang khi chờ nhận bánh lễ từ các sơ, thì tôi ngồi trong phòng khách nhìn thấy một poster, một tấm hình treo trên tường. Và trong tấm hình đó có một người đang chèo chống trên con thuyền cano nhỏ, đương đầu với sóng gió bão tố trên biển hồ. Và ở phía trên góc bên phải có câu tiếng Anh như thế này: Peace is not the absence of war, but the serenity even in the midst of storm. Bình an không có nghĩa là vắng chiến tranh, nhưng là một sự trầm lắng ngay cả lúc sóng gió bão tố của cuộc đời đang ập đến. Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi cho tín hữu Côrintô: năm lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt một, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tàu, một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi. Chúng tôi bị dồn ép tư về nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt,
Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Lời chia sẻ chân tình này của Thánh Phaolô cho thấy là Phaolô không có chú tâm đến những khó khăn gian truân của Ngài, nhưng chú tâm đến những lời hứa và bình an và tình yêu của Chúa, và cuối cùng đã tôn vinh Ngài. Khó khăn đến rồi đi, nhưng vinh quang tồn tại muôn đời. Thánh Phaolô hiểu được thế, cho nên giữa những gian truân tù tội, Phaolô vẫn còn biên thư cho tín hữu Philippines khuyến khích giáo dân như thế này: hãy vui lên trong Chúa luôn mãi. Tôi nói lại một lần nữa, hãy vui lên. Tù tội thì có cái gì vui, thưa anh chị em? Chỉ có một điều, và duy nhất một điều mà Thánh Phaolô có thể nói được như thế, và điều đó chính là Ngài có Chúa trong cuộc sống. Ngài luôn có Chúa đồng hành. Peace is not the absence of war, but the serenity even in the midst of storm. Bình an không có nghĩa là vắng chiến tranh, nhưng là một sự trầm lắng ngay cả lúc sóng gió bão tố của cuộc đời đang ập đến. Thưa quý ông bà và anh chị em, bình an không có nghĩa là một nơi không có sự ồn ào. Bình an không có nghĩa là không có cực nhọc. Bình an không có nghĩa là không có thương đau. Bình an trung thực là khi chúng ta đứng giữa phong ba bão táp, khi chúng ta phải đối diện với nỗi lo sợ, lo âu, mà tâm hồn chúng ta vẫn cảm nhận được một sự bình an sâu sắc, một sự che chở của ông trời. Và bình an này có được vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa, người cha nhân từ và yêu thương, luôn che chở, bảo vệ con cái, giống như bài phúc âm mà chúng ta nghe hôm nay: hãy coi chim trời không gieo không vặt mà ta vẫn lo lắng, huống chi các con. Hãy tìm nước Thiên Chúa, còn tất cả mọi chuyện khác thì ta sẽ ban cho. Quý vị còn nhớ câu chuyện sóng gió im lặng phúc âm Thánh Matthew: Chúa ngủ an bình đằng sau lái thuyền. Trong khi đó, Thánh Tông Đồ chèo chóng sợ hãi đương đầu với cơn bão biển hồ Galilee. Và các thánh cuối cùng đã quá sợ hãi chạy đến Chúa Giêsu cầu xin: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? Chúa Giêsu thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển: Im đi, câm đi. Gió liền tắt và biến lặng như tờ. Chính cái bình an giữa cơn sóng gió ập đến này mà Chúa Giêsu trong đêm tiệc ly, tức là trong đêm trước khi Chúa vác thánh giá lên đồi Canvê đóng đinh và chết trên cây thập tự, trong lúc cực kỳ sợ hãi đương đầu với cái chết gần kề đến nỗi phải đổ mồ hôi máu trong vườn cây dầu, thế mà vẫn để lại lời chúc quý giá: Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy mang bình an cho anh em. Bình an không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, sợ hãi. Peace is not the absence of war, but the serenity even in the midst of storm. Bình an không có nghĩa là vắng chiến tranh, nhưng là một sự trầm lắng ngay cả lúc sóng gió bão tố của cuộc đời đang ập đến. Nói tóm lại, bình an trung thực là khi chúng ta có Chúa đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả lúc sóng gió bão tố đang ập đến. Vậy kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy tiếp tục hân hoan đón chào mùa xuân mới. Đón chào mùa xuân mới, đón chào Chúa Xuân vào trong tâm hồn của mình, đón chào Chúa Xuân vào trong gia đình của mình, đón chào Chúa Xuân vào trong cộng đoàn của mình. Nhưng mà chúng ta
mời Chúa Xuân vào nhà của mình, không nhẽ để Chúa ngồi đó rồi mình lo công việc của mình như trường hợp Martha ở làng Betania, không thèm đếm xỉa gì đến Chúa, để Chúa cô đơn một mình, phải chuyện trò với Chúa, phải không? Tôi có ý nói là dành thời giờ ngồi dưới chân Chúa như Maria ở làng Betania. Có nghĩa là gì, thưa anh chị em? Có nghĩa là chia sẻ tâm sự với Chúa, lúc vui cũng như lúc buồn, đặc biệt những lúc phải đương đầu với sóng gió cuộc đời. Có như thế, chúng ta mới thực sự đồng hành với Chúa, và có như thế, chúng ta thực sự lãnh nhận bình an trung thực mà Chúa Giêsu hứa. Rồi tiếp tục dâng thánh lễ, mừng tuổi nhau, trao gửi cho nhau lời chúc tốt đẹp. Cũng đừng quên nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bạn hữu, những người đã an nghỉ, và nguyện xin Chúa đoái thương ban ơn lành phúc lộc cho đồng bào Việt Nam khắp nơi. Xin cho mưa thuận gió hòa, bình dịch chóng qua, để mọi người cùng nhau tiến bước trong yêu thương và hy vọng. Kìa mùa xuân mới năm nay nhẹ nhàng bước tới, giang tay đón chào, chúc cho hội thánh phấn hưng, cùng nhau hiệp nhất không ngừng tiến xa. Chúc cha, chúc các ông bà, cộng đoàn giáo xứ, nhà nhà vui tươi, mọi người rộn rã khắp nơi, dọn lòng đón Tết, chúc lời mừng xuân. Chúc cho dân Việt quận Cam yêu thương thắm thiết lâu dài bền lâu, khó khăn thử thách chẳng sao, tình yêu giúp sức xua bao buồn phiền, tin rằng Chúa ở kề bên, bình an hạnh phúc cậy trong nơi Ngài, mừng xuân ca ngợi mỗi ngày, an khang thịnh vượng mãi hoài Chúa ban. Cầu xin Đức Mẹ La Vang, đấng đầy ơn phúc, thiên đàng tuyệt vinh, linh thiêng thánh mẫu thương tình, cho ai chạy đến thân thưa cùng bà, ngày xuân đón Chúa vào nhà, tròn năm phước hạnh thật là tốt thay, bình an trong Chúa không lay, dù cho giông bão chẳng thay đổi lòng. Xin chúc quý ông bà và anh chị em bình an trong năm mới này, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau.